Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón vành như thế này. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân nón, họa tiết móc ở trên thân nón ha. Và mặt trước thì mình trang trí một cái họa tiết chú ích như thế này. Để làm được mẫu này thì mình sử dụng sợi dệt trơn ha. Sợi len của mình có độ dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Kim móc thì mình dùng kim móc hai đầu. Ở đây mình dùng đầu số 4. Những bạn nào không có mẫu kim này thì có thể đưa cái đầu kim của các bạn có so sánh với sợi len ha. Thì đầu kim nó sẽ xấp xỉ gần bằng sợi len là được. Mũi móc của mình sẽ được chắc chắn hơn. Ngoài ra còn kéo cắt len và kim khâu len để khâu họa tiết. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc chi tiết. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Sau đó dùng cho mình một sợi len khác màu, mình sẽ xỏ cái sợi len này vào trong vòng tròn mà mình vừa tạo. Sau đó móc cho mình vào vòng tròn vừa tạo này 6 mũi móc đơn ha. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Khi đã có được 6 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len màu xanh ngắn nè, cuốc thật mạnh vào cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Thì đối với mẫu nón này mình móc xoắn ốc nên mình sẽ không kết mũi ha. Cái sợi len mà mình xỏ vào vòng tròn đầu tiên nè, các bạn sẽ đưa cho mình xuống phía dưới. Thì cái sợi len này nó sẽ giúp cho mình đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng tiếp theo ha. Vòng thứ nhất có 6 mũi móc đơn sẽ tạo ra 6 chân móc cho vòng thứ hai, thì móc cho mình vào chân đầu tiên này 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai. Thì như vậy là sợi len của mình này nó sẽ đánh dấu được đây là điểm kết thúc của cái vòng 1 và bắt đầu vòng thứ hai ha. Làm tương tự cho mình 5 chân móc còn lại, tức là 6 chân móc đó mỗi chân sẽ là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc cho vòng móc thứ hai này ha. Chân móc thứ hai mình cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục chân thứ ba tương tự ha, 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư cũng 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân thứ năm móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ sáu móc 2 mũi móc đơn. Sau khi đã móc được đến cuối vòng nè, thì lúc này vòng móc thứ hai của mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc, nó sẽ tạo ra 12 chân móc cho vòng móc thứ ba. Thì kết thúc vòng này cũng đưa cho mình sợi len lên phía trên để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng 2 ha. Và ta bắt đầu vòng thứ ba. Ở vòng thứ ba có 12 chân móc thì móc cho mình theo công thức như sau. Ta sẽ móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn trước ha. Đây là chân đầu tiên nè, móc vào một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình có được một cụm móc như thế này ha. Các bạn sẽ móc cho mình tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Tức là mình sẽ có nè, chân kế bên móc một mũi móc đơn. Thì chân kế tiếp sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm thứ hai nè. Tiếp tục cụm thứ ba. Một móc đơn, 2 móc đơn cùng chân móc. Cụm móc thứ tư. Tiếp tục cụm móc thứ năm. Và cụm móc thứ sáu. Một móc đơn. Và 2 móc đơn cùng chân móc vào chân móc cuối cùng. Như vậy là mình kết thúc được vòng móc thứ ba ha. Vòng móc thứ ba sẽ tăng lên được 6 mũi móc, tức là mình sẽ có được 6 cụm nè. Đây, vòng thứ ba ha, cụm móc của mình là một mũi móc đơn xen kẽ 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Thì vòng móc thứ ba này mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm. Cụm thứ hai nè. Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Và cụm móc thứ sáu. Ta tăng được 6 mũi cho cái vòng móc thứ ba này. Thì tiếp tục đưa cho mình sợi len xuống phía dưới để mình đánh dấu điểm kết thúc. Vòng móc thứ tư các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng móc bên trên nó, tức là vòng móc thứ ba. Ta có một mũi móc đơn xen kẽ 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Thì vòng móc thứ tư các bạn sẽ tăng cho mình mũi móc đơn lẻ này lên một chân ha. Tức mình sẽ có 2 chân đầu tiên mỗi chân là một mũi móc đơn nè.
Khi có được hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc ha. Như vậy là mình tăng lên được một mũi móc, ta có cụm hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân. Móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ta sẽ có hai chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Và chân thứ ba sẽ là hai mũi cùng chân móc ha. Tương tự cho mình cho đến cuối vòng, ta được cụm thứ hai nè. Tiếp tục cụm thứ ba. Hai mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân ha. Và làm tương tự cho đến hết vòng. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng thì vòng móc này mình cũng tăng được 6 mũi móc, tức ta sẽ có được 6 cụm liên tiếp như thế này, hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè. Thì đây sẽ là cụm đầu tiên. Tiếp tục cụm móc thứ hai, cụm móc thứ ba, cụm móc thứ tư, cụm móc thứ năm và cụm móc thứ sáu. Mình tăng được 6 mũi móc cho vòng móc thứ tư. Tiếp tục ở vòng thứ năm, các bạn cũng đưa cho mình sợi len lên phía trên để mình đánh dấu. Vòng thứ năm thì cũng tương tự giống như vòng thứ tư ha, ta cũng dựa vào vòng bên trên nó. Bên trên nó có hai mũi mỗi chân thì vòng kế tiếp các bạn sẽ tăng lên cho mình làm 3 mũi. Mình sẽ móc 3 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Được 3 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân. Như vậy là mình có được một cụm móc như thế này ha. 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau đó từ đây các bạn sẽ tăng thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Và các vòng móc kế tiếp cứ dựa vào vòng móc bên trên nó và tăng mũi ha. Ta sẽ dựa vào cái số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân lên á. Vòng này 3 mũi nè, thì kế tiếp sẽ là 4 mũi mỗi chân, sau đó là 5 mũi mỗi chân, 6 mũi mỗi chân ha. Cứ tăng dần đều cho mình. Và kết thúc mỗi vòng đều đưa cho mình sợi len lên xuống để mình đánh dấu. Xen kẽ của nó sẽ là hai mũi cùng chân ha. Tăng đều cho đến khi cái vòng tròn nó vừa với vòng đầu của bé là được. Đối với vòng thứ năm thì có 3 mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc như vậy nữa ha. Thì sau khi các bạn đã móc thêm cho mình được nhiều vòng móc, lúc này vòng tròn của nó đã có cái độ rộng như thế này rồi ha. Lúc này các bạn để ý cho mình cái họa tiết móc ở trên thân của đỉnh nón nè. Khi móc theo công thức mà mình vừa hướng dẫn á, thì trên phần thân của đỉnh nón nó sẽ tạo ra những cái đường xoắn. Đây, các cái đường xoắn gờ như thế này nè. Thì những bạn nào không thích cái đường xoắn gờ này nè, các bạn có thể tham khảo cho mình cách móc cái phần đỉnh nón ở video mà mình có để ở phần mô tả ha, hoặc là phần bình luận đã ghim. Thì cách móc ở video đó nó sẽ giúp cho cái phần đỉnh nón nó không có thấy các cái đường gờ này nè. Còn về size của nón á, để xác định được cái số đo của cái vòng nón này, các bạn sẽ xác định cho mình số đo vòng đầu mà các bạn cần đạt được. Khi đã có được số đo vòng đầu mà các bạn cần đạt được rồi, thì các bạn sẽ sử dụng cho mình thước dây. Đo cho mình 1cm của thước dây tương đương bằng bao nhiêu mũi móc mà các bạn móc được. Thì ở đây 1cm của mình tương đương gần bằng 2 mũi móc đơn. Sau đó sẽ lấy cho mình cái số đo vòng đầu mà mình cần đạt được nhân cho cái số mũi móc của 1cm đó, thì mình sẽ ra được tổng số mũi móc của vòng cuối cùng. Ví dụ như mình ở đây mình móc 46cm cho cái vòng nón, thì 1cm của mình tương đương với 2 mũi móc nè. Ta sẽ lấy 46 nhân cho 2 thì mình sẽ có được 92 mũi. 92 mũi đó sẽ là cái số mũi cuối cùng của cái vòng mà mình tăng cuối cùng ha. Lưu ý cho mình cái số mũi móc của vòng cuối cùng này nó phải là số lẻ. Ở đây mình có 92 mũi là số chẵn, các bạn sẽ cộng thêm cho mình một mũi để ra là số lẻ. Còn những bạn nào khi mình tính mà ra được số lẻ rồi thì mình sẽ không cần phải cộng một mũi nữa nha. Lưu ý khi ta tăng mũi ở cái vòng cuối cùng nè, không nhất thiết cái mũi mà mình tăng cuối cùng nó phải nằm ở cái chân móc cuối cùng của mỗi vòng ha. Lúc này khi đã có được tổng số mũi móc của vòng cuối cùng rồi thì các chân móc còn lại mình sẽ móc đều, mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc.
Thông thường thì khi ta tăng mũi, mình sẽ tăng vào chân móc thứ hai của hai mũi móc đơn mà ta móc vào cùng một chân móc. Còn lúc này mình không tăng mũi nữa thì các bạn cứ móc đều cho mình là được ha. Mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và ta sẽ móc tương tự cho đến chân móc cuối cùng của vòng. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng móc thì cũng đưa cho mình sợi len lên phía trên để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc ha. Lúc này tổng số mũi móc của vòng cuối cùng nó đã bằng với tổng số mũi móc của size mà các bạn móc rồi. Và lưu ý nó là số lẻ ha. Thì vòng móc kế tiếp mình sẽ không tăng mũi. Các bạn sẽ móc cho mình một hàng mũi móc đơn không tăng ha. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng móc, ta không tăng mũi nha. Sau khi các bạn đã móc cho mình được đến cuối vòng, một vòng móc không tăng mũi nè, tiếp tục đưa sợi len xuống phía dưới để đánh dấu. Hàng móc kế tiếp này mình sẽ tạo điểm nhấn cho phần thân nón, thì các bạn có thể gọi tắt cho mình ha. Chân đầu tiên ta sẽ móc vào luôn chân móc một mũi móc đơn, thì cái mũi này mình sẽ gọi là mũi nhỏ nha. Được một mũi nhỏ vào chân móc rồi thì chân kế bên thay vì móc vào chân móc, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc nằm bên trên nó. Đây, móc vào đây một mũi móc đơn, ta sẽ gọi đây là một mũi to. Tiếp tục là một mũi nhỏ được móc vào chân móc kế bên và mũi to được móc vào chân móc, ta móc mũi móc đơn kế bên này, không móc vào chân này thôi mà móc vào chân bên trên nè, một mũi to. Tiếp tục là một mũi nhỏ vào chân móc, mũi to thì móc vào chân móc nằm bên trên nó đây ha. Móc xen kẽ cho mình hai cái mũi móc này cho đến cuối vòng, ta sẽ có một mũi nhỏ, mũi to, mũi nhỏ và mũi to ha. Mũi nhỏ thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc nằm bên dưới, còn mũi to thì móc vào chân móc nằm bên trên ha. Móc xen kẽ tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì vòng tròn nón của mình nó là số lẻ nên chân móc cuối cùng nó sẽ giống như chân móc đầu tiên, tức là chân móc đầu tiên của mình là mũi nhỏ thì chân cuối cùng cũng sẽ là mũi nhỏ ha. Và cái chân móc cuối cùng này thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân cuối cùng này một mũi nhỏ nè. Như vậy là ta kết thúc vòng thân nón đầu tiên. Tiếp tục đưa sợi len lên phía trên để đánh dấu. Thì vòng vừa rồi mình kết thúc là một mũi nhỏ nên tiếp tục mình sẽ móc một mũi to ha. Thì mũi to mình sẽ móc vào cái chân móc ta móc mũi nhỏ kế bên, là cái chân móc đầu tiên của vòng bên trên nè. Thì các bạn không móc vào chân móc mà móc vào cái chân móc ta móc mũi nhỏ đó nha. Đây là chân bên trên nè, móc vào một mũi móc đơn. Như vậy là mình đã xen kẽ được cái mũi nhỏ kế bên này và tiếp theo là một mũi to rồi nè. Kế tiếp sẽ móc tương tự cho mình một mũi nhỏ vào chân móc của mũi to bên trên. Đây, mũi to thì chân móc này ta móc một mũi nhỏ. Còn cái chân của mũi nhỏ kế bên thì mình không móc vào chân mũi nhỏ mà móc vào chân móc bên trên ha. Một mũi to. Tiếp tục một mũi nhỏ vào chân của mũi to. Và một mũi to được móc vào chân móc ta móc mũi nhỏ. Thì lúc này các cái mũi to của mình nó sẽ lộ lên ha. Xen kẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Mũi nhỏ móc vào chân của mũi to, mũi to móc vào chân ta móc mũi nhỏ và làm tương tự đến cuối vòng nha. Sau khi các bạn đã móc cho mình được đến cuối vòng thì chân móc cuối cùng của mình là chân số lẻ nè, thì nó cũng tương tự giống như chân đầu tiên của vòng này, tức là ta sẽ có một mũi to ha. Tiếp tục đưa sợi len xuống phía dưới để đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng này. Và vòng kế tiếp mình cũng tiếp tục xen kẽ tương tự. Mũi to kết thúc rồi thì tiếp tục là mũi nhỏ vào chân của mũi to. Và mũi to móc vào chân ta móc mũi nhỏ kế bên. Tiếp tục mũi nhỏ. Mũi to.
Tiếp tục là mũi nhỏ nè, mũi to. Thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó mình sẽ thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Và ta cứ móc xoắn ốc không kết mũi ha. Móc cho đến khi chiều cao từ phần đỉnh nón đến hàng mà mình móc cuối cùng nó bằng từ đỉnh đầu cho đến cái phần tai của bé là được. Thì cái chiều cao này mình cũng có để ở phần mô tả ha. Các bạn có thể nhắc vào phần mô tả để tham khảo cái chiều cao của cái phần thân nón này. Ta cứ móc xen kẽ là được. Mũi nhỏ thì đừng móc vào chân của mũi to. Còn mũi to thì móc vào chân ta móc mũi nhỏ. Và xen kẽ cho đến hết vòng và thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa ha. Sau khi các bạn đã móc thêm cho mình được nhiều hàng móc, lúc này phần thân nón của mình nó sẽ lộ ra những cái họa tiết mũi to xen kẽ với nhau nè. Và chiều cao từ phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình thêm cuối cùng nó đã bằng từ đỉnh đầu cho đến phần trên tay của bé một chút rồi ha. Bây giờ mình sẽ móc cái hàng phần vành nón. Thì trước khi đi vào cái hàng phần vành nón, các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng mà mình tăng đều mũi cuối cùng của cái phần đỉnh nón. Tức là cái hàng mà mình tăng 6 mũi đều á ha. Thì đây là cái hàng mà mình tăng 6 mũi đều nè. Các bạn đừng có tính cái hàng mà mình tăng mũi cuối cùng nha, mà tăng cái vòng kế cuối đó, tức là cái vòng mà mình tăng đều 6 mũi. Thì đếm cho mình số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân. Thì mình có nè, hàng này ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. 12 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân. Thì các bạn sẽ lấy cho mình cái số mũi móc đơn lẻ này chia cho 3. Thì mình sẽ ra được cái số mũi móc mà mình cần tăng ha. Bây giờ mình sẽ móc hàng đầu tiên của phần vành nè. Đưa cho mình sợi len lên phía trên để đánh dấu điểm bắt đầu của phần vành. Và lưu ý cái hàng đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc, chứ ta không móc mũi to nhỏ xen kẽ nha. Móc cho mình vào 4 chân đầu tiên là cái số mà mình vừa chia được á. Ta sẽ móc vào 4 chân liên tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn và đều móc vào chân móc ở bên dưới nha. Móc đơn thứ hai vào chân thứ hai nè. Móc đơn thứ ba vào chân móc thứ ba. Và móc đơn thứ tư vào chân móc thứ tư. Khi có được 4 mũi móc đơn là cái số đo và mình vừa chia được, thì chân thứ năm ta sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta được một cụm như thế này ha. Móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mình có 4 chân liên tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Chân kế tiếp ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Sau đó móc tương tự đến cuối vòng. Khi móc đến cuối vòng thì nhiều trường hợp ở các cái chân móc cuối cùng nó sẽ không đủ mũi móc để mình móc cái cụm này ha. Thì các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và lưu ý các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc mà mình đạt được là bao nhiêu rồi. Nếu mà là số chẵn thì các bạn sẽ móc cho mình các cái chân cuối cùng là số lẻ để mình cộng lại cho cái mũi móc này nó thành số lẻ. Còn nếu là số lẻ thì mình sẽ móc làm sao cho nó ra là số chẵn ha. Ở đây mình được số chẵn rồi nè, thì chân cuối cùng mình sẽ móc 2 mũi móc đơn vào đó để mình có thể cộng lại ra số lẻ. Như vậy là ta kết thúc hàng tăng mũi đầu tiên cho phần vành. Tiếp tục đưa cho mình sợi len xuống phía dưới để đánh dấu. Khi đã kết thúc được hàng tăng mũi rồi, các bạn sẽ móc cho mình một hàng không tăng mũi. Và ta đều móc vào cái chân bên dưới ha. Cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đều tương tự cho mình cho đến cuối vòng móc. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối hàng, một vòng móc đều nhau không tăng mũi ha.
Và lúc này tổng số mũi móc này nó cũng là số lẻ rồi, thì các bạn tiếp tục móc xen kẽ mũi to và mũi nhỏ, tương tự giống như cái phần thân nón bên trên. Ta cũng đưa sợi len lên phía trên để mình đánh dấu điểm kết thúc của vòng này ha. Tiếp tục móc xen kẽ một mũi nhỏ và một mũi to nè, thì chân đầu tiên một mũi nhỏ móc vào chân móc, một mũi to móc vào chân móc bên trên, tiếp tục là một mũi nhỏ vào chân móc bên dưới, mũi to vào chân móc bên trên, mũi nhỏ vào chân móc bên dưới, mũi to chân móc bên trên. Sau đó sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần vành nó có một cái độ rộng nhất định là được ha. Cứ móc xen kẽ một mũi to và một mũi nhỏ là được. Sau khi đã móc được xen kẽ cho đến cuối vòng và thêm nhiều hàng móc thì phần vành nó đã có cái độ rộng như thế này rồi. Thì đến điểm kết thúc là cái sợi dây mà mình đánh dấu nè. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời để mình kết thúc vòng. Kéo dài sợi len và cắt len. Dùng kim đâm từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời, sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Và tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Như vậy là ta hoàn tất được một form nón như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn móc họa tiết trang trí tai cũng như là miệng ha. Thì ở đây mình đã có móc sẵn một cái họa tiết tai như thế này, ta có chưa sợi len thừa để mình khâu vào nè. Thì phần tai cũng như hai khóe miệng của ít nó sẽ móc tương tự như nhau, chỉ có là khác cái số vòng móc thôi ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần tai cũng như là phần khóe miệng. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu và móc đơn thứ bảy. Khi có được 7 mũi móc đơn, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đối với phần tai và khóe miệng mình sẽ kết mũi nên các bạn sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, ta sẽ móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng ha. Móc lên một xích. Vòng móc đầu tiên có 7 mũi tạo ra 7 chân móc cho vòng thứ hai. Thì vòng thứ hai mỗi chân ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Thì chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời ha, móc vào 2 mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, tiếp tục đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên và móc vào đó một mũi dời để kết thúc vòng thứ hai. Tiếp tục móc lên một xích. Vòng thứ ba thì công thức cũng tương tự như phần đỉnh nón ha, ta sẽ móc cụm một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ hai hai mũi móc đơn nè. Thì mình có một cụm như thế này ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối. Thì nó khác với đỉnh nón là mình sẽ có 7 cụm liên tiếp như thế này ha. Còn đối với phần nón thì mình có 6 cụm. Phần khóe miệng thì các bạn cũng dừng lại cho mình ở 2 hoặc là 3 vòng móc. Phần tai thì mình sẽ tăng thêm nhiều vòng móc như vậy cho đến khi phần tai của mình nó có được một cái độ rộng vừa với cái phần thân nón và cũng tăng mũi tương tự giống như cái phần đỉnh nón ha. Móc tương tự đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc như vậy nữa. Như vậy là sau khi các bạn móc hoàn tất cho mình tăng mũi ở cái phần tai thì viền cho mình thêm một hàng màu xanh để mình tạo điểm nhấn cho phần tai nè. Sau đó cũng chừa sợi len thừa dài để mình có thể khâu vào trong thân nón. Còn cái phần miệng này các bạn sẽ sử dụng màu đen và mình móc các cái mũi dời để tạo cái đường khuôn miệng ha. Còn hai khóe miệng thì làm tương tự giống như cách móc ở phần tai, chỉ khác là nó ít hàng hơn là ở cái phần tai thôi nha. Sau đó đến cố định cho mình ở hai bên của miệng.
Như vậy là mình vừa hoàn tất xong được một mẫu nón bút két hình chú ích như thế này. Chúc các bạn thành công!